Tất cả các em, buổi học ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau đồng hành trong bài cộng trừ đa thức một biến. Và bài này thì chúng ta nhớ rằng là đa thức một biến cũng là đa thức. Vậy thì cộng trừ đa thức một biến nó cũng giống hệt như cộng trừ đa thức vậy. Chính vì vậy mà cách làm của bài này sẽ giống với bài cộng trừ đa thức. Vì vậy mà trong bài này thì cô sẽ không đi sâu vào lý thuyết nữa, mà chúng ta sẽ chủ yếu là luyện tập bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập đầu tiên. Bài 1, tính fx cộng gx với fx bằng x mũ 5 trừ 3x bình cộng x mũ 3 trừ x bình trừ 2x cộng 5. Còn gx của chúng ta thì bằng x bình trừ 3x cộng 1 cộng x bình trừ 4x. Ôi xin lỗi, trừ x mũ 4 cộng x mũ 5. Ở đây là chúng ta có hai đa thức, đúng không? Hai đa thức này đều là hai đa thức một biến với biến là biến x. Ở bài này thì để cộng hai đa thức này với nhau, chúng ta có thể viết fx cộng gx rồi tính nó ra. Hoặc cách thứ hai đấy chính là chúng ta phát hiện ra là hai đa thức này vẫn là hai đa thức có thể thu gọn được. Chính vì vậy chúng ta có thể dùng cách thứ hai, đấy là chúng ta đi thu gọn hai đa thức này trước, sau đó chúng ta mới đi cộng với nhau. Bây giờ cô sẽ làm theo cách thứ hai nhé. Ở đây cô sẽ giải như sau này. Cô sẽ đi thu gọn hai đa thức này trước này. Trước tiên mình nhìn thấy fx của chúng ta này, thì ở đây có 3x bình trừ 3x bình này, ở đây có trừ x bình này. Như vậy là nó có thể thu gọn được với nhau, đúng không? Ta có fx bằng x mũ 5 thì chỉ có một cái x mũ 5 thôi, nên cô sẽ viết nguyên này, x mũ 5 trừ 3x bình, còn đây có trừ x bình thì nó sẽ là trừ 4x bình. Trừ 4x bình cộng x mũ 3, các bộ phận này thì mình giữ nguyên này, trừ 2x này cộng 5. Đấy, cô rút gọn nó đi cho nó ngắn gọn hơn một chút. Gx cũng thế. Gx thì ở đây chúng ta thấy ở đây có x bình này, ở đây cũng có x bình này. Như vậy mình thu gọn nó vào cho nhau, x bình cộng x bình sẽ được 2x bình. X thì ở đây chỉ có duy nhất một x thôi, nên mình sẽ giữ nguyên trừ 3x này cộng 1 trừ x mũ 4 cộng x mũ 5. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước, đấy là bước cộng hai đa thức này vào với nhau. Bây giờ cô sẽ tính fx cộng gx này. Sẽ bằng, mình sẽ viết đa thức fx ra và đa thức gx ra, và ở giữa hai đa thức này sẽ là dấu cộng. X mũ 5 trừ 4x bình cộng x mũ 3 trừ 2x cộng 5. Đây là đa thức fx này. Tiếp theo cô sẽ viết đa thức gx này. 2x bình trừ 3x cộng 1 trừ x mũ 4 và cộng x mũ 5. Đa thức fx, đa thức gx, và ở giữa là phép tính cộng. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần thực hiện cộng hai đa thức một biến vào với nhau. Thì cộng nó rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ tìm trên cái đa thức này những cái hạng tử nào đồng dạng thì chúng ta sẽ thu gọn nó lại với nhau. Chẳng hạn như ở đây có x mũ 5 này, ở đây cũng có x mũ 5 này, thì chúng ta sẽ cộng nó vào với nhau. X mũ 5 cộng x mũ 5 thì bằng 2x mũ 5. 2x mũ 5. Tiếp theo là x bình, ở đây có trừ 4x bình, ở đây có cộng 2x bình, trừ 4 rồi lại cộng 2 sẽ bằng trừ 2x bình. Tiếp theo này, cái nào cô cộng xong cô sẽ đánh dấu vào này. Cái này xong rồi này, cái này xong rồi này. Tiếp theo, x mũ 3. X mũ 3 ở đây có 1 x mũ 3 này, bên này thì không có x mũ 3 nào này. Như vậy chúng ta hạ nguyên xuống, cộng x mũ 3. Xong x mũ 3 này. Tiếp theo đến x này, ở đây có trừ 2x, bên này có x không nhỉ? Bên này có trừ 3x này. Như vậy trừ 2 xong lại trừ 3 sẽ là trừ 5x. Và cuối cùng là hệ số tự do. Ở đây có 5, ở đây có 1. 5 cộng 1 bằng 6, cộng 6. Như vậy là hết rồi, đúng không? Hết rồi. Những anh này là cô đã đều cộng về phía trước rồi. Do đó cái kết quả thu được của chúng ta là 2x mũ 5 trừ 2x bình cộng x mũ 3 trừ 5x cộng 6. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với bài toán số 2. Tính fx trừ gx. Biết rằng fx và gx đều là những đa thức một biến. Biến của chúng ta là biến x, đúng không? Ở bài này thì chúng ta trước tiên là chúng ta xem là liệu rằng có thể rút gọn được nữa hay không.
Và thứ hai là chúng ta đi thực hiện phép tính trừ đúng không? Đa thức đầu tiên này, fx này. Mình thấy rằng ở đây có trừ 3x bình này, ở đây có trừ x bình này. Như vậy hai cái hạng tử này là hai hạng tử đồng dạng với nhau, chúng đều chứa x bình. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thu gọn được đa thức fx gọn hơn một chút. Đúng không? Gx thì xem nào. Gx cũng vậy đúng không? Gx ở đây có trừ 2x bình này, ở đây có trừ 4x bình này. Như vậy chúng ta cũng có thể thu gọn được chúng với nhau. Bây giờ cô sẽ thực hiện thu gọn trước này. Lời giải, chúng ta có fx sẽ bằng x mũ 7 này, cô giữ nguyên. Tiếp theo, ở đây có trừ 3x bình và trừ x bình. Trừ 3 rồi lại trừ 1 sẽ là trừ 4x bình. Trừ x mũ 5 chúng ta hạ nguyên xuống. Cộng x mũ 4 này, trừ 2x cộng 5. Đây là đa thức fx. Tiếp theo chúng ta viết đa thức gx này. Gx sẽ bằng x này, cô hạ nguyên xuống này. Tiếp theo trừ 2x bình và trừ 4x bình. Trừ 2 rồi lại trừ 4 thì bằng trừ 6x bình. Trừ 6x bình. X mũ 4 cô hạ nguyên xuống này. Cộng x mũ 4 trừ x mũ 5 trừ x mũ 7. Và cuối cùng là trừ 1 hạ nguyên xuống. Sau khi thu gọn rồi thì chúng ta bắt đầu đi thực hiện phép tính fx trừ gx bằng này. Chúng ta sẽ viết nguyên đa thức fx và đa thức gx xuống dưới. Fx của chúng ta bằng x mũ 7 này, trừ 4x bình, trừ x mũ 5, cộng x mũ 4, trừ 2x cộng 5. Và trừ đi gx. Ở đây thì nó hết dòng, cô viết xuống dưới nhé. Trừ đi gx này, thì chúng ta phải viết trừ đi mở ngoặc. Gx chúng ta viết trong ngoặc nhé. Trừ đi mở ngoặc này, cô viết gx ở trong ngoặc. X trừ 6x bình cộng x mũ 4 trừ x mũ 5 trừ x mũ 7 trừ 1. Đó. Chúng ta lưu ý rằng cái hiệu và cái tổng nó khác nhau ở chỗ là tổng thì chúng ta viết dấu ngoặc cũng được, không viết dấu ngoặc cũng được. Nhưng mà riêng hiệu thì chúng ta bắt buộc phải viết dấu ngoặc đằng trước, đằng sau dấu trừ, đúng không? Bởi vì nếu như chúng ta không viết dấu ngoặc thì cái kết quả của chúng ta thu được sẽ không chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đi thu gọn cái đa thức này này. Trước tiên chúng ta thấy ở đây có x mũ 7. Ở đây có cũng có x mũ 7 đúng không? Thu gọn được với nhau. Hoặc là bạn nào mà cảm thấy chưa chắc chắn thì chúng ta có thể làm thêm một bước nữa cho cô này. Đấy là bước phá ngoặc ra. Vì đằng trước có dấu trừ này. Đằng trước dấu ngoặc có dấu trừ nên chúng ta sẽ phá ngoặc ra. Thì nó sẽ đơn giản hơn một chút. Bây giờ cô phá ngoặc ra nhé. Nó sẽ bằng x mũ 7. Cái phần trước thì giữ nguyên này. Trừ 4x bình trừ x mũ 5 cộng x mũ 4 trừ 2x cộng 5. Trừ này, cô bắt đầu phá ngoặc nhá. Chỗ này đang là x thì có dấu trừ ở đây là trừ x này. Ở đây đang là trừ 6x bình thành cộng 6x bình này. Trừ 4, trừ x mũ 4 này, cộng x mũ 5, cộng x mũ 7, cộng 1. Chúng ta lưu ý là khi chúng ta phá dấu ngoặc mà đằng trước dấu ngoặc lại là một dấu trừ thì tất cả các hạng tử bên trong nó phải bị đổi dấu. Bây giờ thì chúng ta sẽ yên tâm rút gọn này. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy có x mũ 7. Ở đây cũng có x mũ 7 này. Như vậy x mũ 7 cộng x mũ 7 là 2x mũ 7. 2x mũ 7 này. Tiếp theo trừ 4x bình. Trừ 4x bình ở đây có cộng 6x bình. Trừ 4 rồi cộng 6 là còn cộng 2, cộng 2x bình. Chúng ta xong cái nào chúng ta đánh dấu vào nhé. Cô đánh dấu cho chúng ta dễ nhìn này. X bình này với x bình ở đây này, xong rồi này. Tiếp theo là trừ x mũ 5 và cộng x mũ 5. Trừ x mũ 5 rồi cộng x mũ 5 là hết rồi. Như vậy x mũ 5 là hết đúng không? Không cần ghi nữa. X mũ 4 này. Ở đây có trừ x mũ 4 này. Như vậy x mũ 4 rồi lại trừ x mũ 4 là hết rồi. Đánh dấu vào này. Tiếp theo đến x này. Ở đây có trừ 2x. Ở đây có trừ x. Trừ 2 rồi lại trừ 1 sẽ là trừ 3x. Viết xuống dưới trừ 3x này. Cô xuống ở đây là cộng 2x bình nhé. Cộng 2x bình. Trừ 3x này. Tiếp theo là đến hệ số tự do. Ở đây có 5. Ở đây có 1. 5 cộng 1 là 6. Cộng thêm 6 vào. Như vậy là kết quả thu được của chúng ta sẽ là
2x mũ 7 cộng 2x bình trừ 3x cộng 6. Các cái gạch chân ở đây là cô viết để cho chúng ta dễ nhìn, xem là chúng ta có bỏ sót cái nào hay không. Nhưng mà khi chúng ta làm vào vở thì chúng ta không nên gạch như thế này nhé. Các bạn chỉ nên gạch ra nháp thôi. Hoặc bạn nào mà có thể hình dung tốt rồi thì các bạn không cần gạch nữa. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài toán số 3. Bài toán 3 của chúng ta có đề bài như sau. Cho các đa thức fx và gx, đây đều là những đa thức một biến này. Chúng ta cần phải tìm đa thức hx sao cho fx cộng hx bằng gx. Và câu B, fx trừ hx bằng gx. Ở bài này thì để tìm được đa thức hx thì chúng ta cần nhớ lại cái quy tắc chuyển vế. Cái bài này nó làm tương tự giống những bài tìm x mà chúng ta đã học từ các lớp dưới rồi. Bây giờ cô sẽ giải như sau này. Câu A, chúng ta thấy rằng fx cộng hx bằng gx. Như vậy để tìm được hx này thì chúng ta sẽ giữ nguyên hx ở vế này. Và chúng ta chỉ cần chuyển fx sang vế còn lại. Đúng không? Tức là để một mình hx ở một vế thôi. Từ fx cộng hx bằng gx chúng ta suy ra hx sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng gx này trừ đi fx. Ở đây fx đang ở vế bên trái thì chúng ta chuyển sang vế bên phải thì nó sẽ bị đổi dấu thành dấu trừ. Gx trừ fx, đúng không? Bây giờ thì chúng ta chỉ cần thay cái giá trị, thay cái hàm số fx và gx vào trong này thôi. Bằng này, gx của chúng ta là x mũ 4 trừ x mũ 3 cộng x bình cộng 5 trừ fx. Fx của chúng ta là x mũ 4 trừ 3x bình cộng x trừ 1. Chúng ta nhớ là khi chúng ta trừ hai đa thức với nhau thì phải có dấu ngoặc, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái bước đấy là bước phá ngoặc. Nó sẽ bằng x mũ 4 này trừ x mũ 3 cộng x bình cộng 5. Và phá ngoặc ra, phá ngoặc anh này ra sẽ là trừ x mũ 4 cộng 3x bình trừ x cộng 1. Đấy. Sau khi phá ngoặc rồi thì chúng ta sẽ đi thực hiện phép tính. Chúng ta có x mũ 4 trừ x mũ 4 là hết x mũ 4 rồi, đúng không? Hết x mũ 4 nhé. Tiếp theo x mũ 3 nào. X mũ 3 thì ở đây có trừ x mũ 3 này, còn bên này thì không có x mũ 3. Như vậy chúng ta sẽ giữ nguyên là trừ x mũ 3. Ở đây có x bình này, ở đây có cộng 3x bình này. Như vậy x bình cộng 3x bình là được 4x bình. Cô viết xuống dưới nhé, cho đầy đủ này. Bằng trừ x mũ 3 cộng 4x bình này. X mũ 3 xong rồi này, x bình xong rồi này. Tiếp theo đến hệ số tự do này. À cô xin lỗi, ở đây còn có x nữa này, ở đây có trừ x nữa này. Bên này thì không có x nhưng bên này thì có trừ x. Như vậy chúng ta hạ trừ x xuống dưới. Trừ x. Và cuối cùng mới đến hệ số tự do. 5 cộng 1 bằng 6 cộng 6. Ở đây nếu như mà các bạn nào viết là 5 cộng 1 bằng 6 trước, sau đó các bạn mới trừ x sau thì cũng được. Nhưng mà thông thường thì người ta sẽ ưu tiên là viết theo thứ tự lũy thừa giảm dần của biến. Mũ 3, mũ 2, mũ 1 đến mũ 0. Người ta ưu tiên viết theo thứ tự này. Thay vì là chúng ta viết 6 trước rồi viết trừ x sau, đúng không? Tiếp theo là chúng ta đến với câu B này. Câu B thì cũng hoàn toàn tương tự như câu A thôi. Câu B này, để tìm được hx này thì chúng ta sẽ giữ nguyên hx ở một vế và chuyển các cái bộ phận còn lại sang vế kia, đúng không? Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra là trừ hx này, giữ nguyên này, sẽ bằng gx trừ fx. Nhưng ở đây là đang là trừ hx đúng không? Cô đang muốn tìm hx thì cô sẽ đổi dấu cả hai vế này. Tức là nhân cả hai vế với âm 1 để ra được cái hx. Từ đây chúng ta sẽ suy ra hx bằng gì nhỉ? Trừ hx thì bằng gx trừ fx. Như vậy hx sẽ bằng fx trừ gx. Đổi dấu hai vế này. Đến đây thì các bạn có cần phải làm nữa không nhỉ?
Đến đây thì thực ra là không cần phải thực hiện phép tính như ở trên nữa đâu. Bởi vì sao? Bên trên thì chúng ta đã có kết quả của gx trừ fx rồi. Còn bên dưới thì người ta yêu cầu chúng ta tính fx trừ gx, đúng không? Thì như hôm trước cô nhận xét đấy là fx trừ gx và gx trừ fx là hai đa thức trái dấu nhau. Như vậy chúng ta có thể sử dụng ngay kết quả ở câu trên này mà không cần phải viết lại nữa. Nó sẽ bằng này, cô sẽ đổi dấu hết anh này là sẽ ra kết quả của chúng ta. X mũ 3 này, ở đây đang là cộng 4x bình thì chúng ta sẽ viết thành trừ 4x bình. Cộng x này. Và cuối cùng là trừ 6. Chúng ta lưu ý cho cô là gx trừ fx và fx trừ gx là hai đa thức trái dấu nhau. Nên nếu như chúng ta tính được cái ở trên rồi thì cái ở dưới chúng ta chỉ cần đổi dấu nó là xong, chứ không nhất thiết phải viết lại giống như thế này, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài toán thứ tư. Bài toán số 4 của chúng ta có đề bài như sau: cho các đa thức fx và gx. Và đề bài yêu cầu chúng ta là đi tính fx cộng gx và fx trừ gx. Ở đây thì chúng ta thấy rằng cả fx và gx đều là những đa thức một biến. Chúng có biến x nhá, biến x này. Thế còn ngoài ra chúng ta còn thấy những cái a và b, đúng không? An, an trừ 1, a1, a0, bn, bn trừ 1, b1 và b0. Thì những cái a, b ở đây đóng vai trò là các hằng số. Hằng số ở đây chúng ta cũng hiểu giống như cái số 1, số 2, số 3 thôi. Nó không có gì là quá khó khăn cả. Vậy thì để tính được fx cộng gx này thì chúng ta cũng có thể làm giống như các bài trước, tức là chúng ta viết đa thức fx ra, viết đa thức gx ra rồi cộng chúng với nhau. Nhưng thực ra bài này nó đơn giản ở chỗ là đề bài đã sắp xếp sẵn cho chúng ta theo thứ tự là lũy thừa giảm dần của biến rồi. Ở đây chúng ta thấy là x mũ n này, rồi đến x mũ n trừ 1 này, rồi cộng vân vân, rồi đến x mũ 1. Ở đây là không có x, tức là x mũ 0, đúng không? Bên dưới cũng vậy, x mũ n trừ 1, vân vân, rồi đến x mũ 1, x mũ 0. Tức là đề bài đã sắp xếp sẵn cho chúng ta theo thứ tự lũy thừa giảm dần của biến rồi. Thì bây giờ để cộng được hai đa thức này thì chúng ta sẽ cộng tương ứng nhé. Chúng ta không viết hàng ngang nữa mà chúng ta sẽ nhìn theo cái cột dọc này, nhìn theo cột dọc. Thì hai cái hạng tử này, an x mũ n và bn x mũ n là hai hạng tử đồng dạng với nhau, bởi vì chúng đều có x mũ n, đúng không? Nên khi chúng ta cộng thì chúng ta sẽ cộng dọc này, cộng anh này với anh này này. Tương tự cộng anh này với anh này này. An trừ 1 x mũ n trừ 1 cộng với bn trừ 1 x mũ n trừ 1. Vân vân. Đến đây cũng cộng dọc này, a1 nhân x cộng với b1 nhân x, rồi a0 cộng với b0. Tóm lại là chúng ta thay vì cộng ngang như các bài trước thì chúng ta sẽ đi cộng dọc nhá. Trên cộng dưới này, trên cộng dưới, trên cộng dưới và trên cộng dưới. Sở dĩ chúng ta cộng được như vậy là bài này nó đã sắp xếp sẵn cho chúng ta theo thứ tự lũy thừa giảm dần của biến rồi. Và thứ hai là các hạng tử của nó toàn là các hạng tử đồng dạng với nhau. Bây giờ cô sẽ đi thực hiện phép tính này. Câu A, fx cộng gx bằng, cô cộng dọc nhé, an x mũ n cộng bn x mũ n. An x mũ n cộng bn x mũ n. Đóng ngoặc vào này, tìm một anh nhé. Tiếp theo, an trừ 1 x mũ n trừ 1 cộng với bn trừ 1 x mũ n trừ 1. Cộng hai anh này với nhau này. Cộng, đóng mở ngoặc, an trừ 1 x mũ n trừ 1 cộng bn trừ 1 x mũ n trừ 1. Đóng ngoặc này. Tiếp theo, cộng chấm 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 này. Cộng chấm 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 cộng với a1 x cộng b1 x cộng với mở ngoặc a1 x cộng b1 x và cuối cùng là cộng với a0 cộng b0. Tiếp theo thì chúng ta có thể thấy rằng là những anh này thì có thể thu gọn được một chút này. An nhân x mũ n cộng bn nhân x mũ n, như vậy chúng có thừa số chung là x mũ n. Như vậy cô hoàn toàn có thể đặt x mũ n ra ngoài. Bằng này, mình sẽ đặt x mũ n ra ngoài nhé. X mũ n nhân an cộng bn. Hạng tử thứ hai cũng thế, cũng có x mũ n trừ 1 là chung. Như vậy cô đặt x mũ n trừ 1 ra ngoài. Cộng với x mũ n trừ 1 nhân mở ngoặc an trừ 1 cộng bn trừ 1 cộng vân vân. Cộng đến anh này là có x chung, chúng ta đưa x ra ngoài, x
nhân với a1 cộng b1. Và cuối cùng là cộng với a0 cộng b0. Bây giờ thì có thể nói là xong rồi, đúng không? Xong rồi đây, không thu gọn được gì nữa đâu. Tuy nhiên khi chúng ta viết đa thức thì bao giờ chúng ta cũng viết hệ số đằng trước, còn biến số đằng sau, đúng không? Còn cái này thì chúng ta đang viết là biến số viết đằng trước, thì nhìn nó sẽ không được đẹp cho lắm. Bây giờ cô sẽ đổi lại nhé. Cô sẽ đổi lại bằng cách là cô viết hệ số viết đằng trước, biến số cô viết đằng sau. Hệ số là cái phần số là AB đây. Đây là các phần số này. Còn x chính là biến nhé. Nó sẽ bằng AN cộng BN nhân với x mũ N. Giống hệt cái trên thôi, nhưng mà chúng ta sẽ viết hệ số viết trước. Cộng AN trừ 1 cộng BN trừ 1 tất cả nhân với x mũ N trừ 1 cộng chấm 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 cộng với A1 cộng B1 nhân với x. Và cuối cùng là cộng A0 cộng B0. Và đây chính là kết quả của câu A, fx cộng gx. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu B, fx trừ gx. B này, fx trừ gx. Cách làm sẽ hoàn toàn tương tự thôi, nhưng mà chúng ta sẽ làm nhanh hơn một chút nhé. Ở đây câu A này, câu A chúng ta để ý, chúng ta lấy fx cộng gx thì nó sẽ ra kết quả đấy là an cộng bn tất cả nhân với x mũ n. Đây nha, an cộng bn tất cả nhân với x mũ n. Ở đây là an trừ 1 cộng bn trừ 1 tất cả nhân với x mũ n trừ 1, đúng không? Cộng vân vân, đến đây sẽ là a1 cộng b1 tất cả nhân với x. Tương ứng này, a1 cộng 1 cộng b1 tất cả nhân với x. Và cuối cùng là cộng với a0 cộng b0 ở đây. Như vậy, cái dấu cộng của chúng ta thì các chỗ này là dấu cộng này. Còn nếu cô thay bằng dấu trừ thì nó cũng giống hệt thế, nhưng tất cả các anh này sẽ là dấu trừ. Chúng ta nhìn ra quy luật chưa nhỉ? Giống hệt như vậy, nhưng mà sẽ là dấu trừ. Như vậy chúng ta không cần tính nữa nhé. Viết luôn kết quả này, sẽ bằng AN trừ BN tất cả nhân x mũ N. AN trừ BN nhân x mũ N cộng với AN trừ 1 trừ đi BN trừ 1 nhân với x mũ N trừ 1 cộng AN trừ 1 trừ BN trừ 1 tất cả nhân với x mũ N trừ 1 cộng chấm 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 cộng với A1 trừ B1 tất cả nhân với x và cuối cùng là cộng A0 trừ B0. Như vậy là chúng ta đã giải xong bài toán thứ tư. Bài toán này cũng là bài tập cuối cùng của buổi học ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở buổi học tiếp theo.